Hello, mình là đang ở trên xe bus. Hôm nay là bắt bớt đi dạo quanh phố phường chơi. Mọi người họ lên xuống xe bus đang để đang ở trạm. Mình đang ở mùa dịch cho nên đi bus thì được miễn phí. Giờ là xe đang đi ngang ở trạm cà phê Starbucks. Đang mùa dịch cho nên xe bớt rất vắng vẻ luôn. Xe thì dài, chỉ có mình với một người ngồi ở trước đó thôi. Tiếp tục thôi. Phía mình đang quay đó là cả khu nhà chung cư, nhà trọ, nhà chung cư. Thấy rất khác lạ luôn, bình thường mà đi bớt đó là rất nhiều người. Đúng không? Giờ chỗ ngoèo, ông được mặt đã xuống rồi. Rồi mình chuẩn bị đến thay đổi trạm khác. Chuyển trạm, mỗi lần chuyển trạm nên mình bị giật dây là họ dừng cho mình. Một mình ta đi trên bờ. Rồi xuống thôi. Đi đây mình đi như đi là hơi tào lao. Mấy cái chỗ này nói thực ra là mình, ví dụ mình đi mà mình đi một mình hoặc đi buổi tối nguy hiểm lắm, không nên đi. Anh đi vì mình đi vừa đi quay vừa vui. Mình quay thời trần như ở đất nước Mỹ cũng nhiều người họ không được đàng hoàng, đa số mấy người vô gia cư hoặc là họ đứng ở đấy nhiều, loanh quanh nhiều. Xe bớt rất dài, một xe đã đi. Bạn để ý không, thấy chiếc xe là dùng bằng điện, có cái dây nối bằng điện à, được mặc ở đó hà nối bằng điện chạy trên đường thì không cần dùng xăng. Trạm mới có mọi người có ba trực mặc đó là họ những trực người châu Phi. Rồi giờ mình là giờ là mình đi thì mới có chuyển bệnh, để có mấy giờ là chuyển bệnh mình đi tới 3:39, 3:39 là có chuyển bus mình bắt đi. Còn nếu mà trễ ai mà trễ là chuyển tiếp theo là 3:49, cách nhau 10 phút. Rất tiện, có nhiều người họ ở đây là họ đi
họ bắt 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 tàu tiền lắm, có 100 tàu gần đi bộ nửa tiếng 30 giây thôi, 1 phút á. Chuyện trước là chuyện tới là mình sẽ làm một video mình đi tàu, vậy đã tới rồi giờ lên đi thôi, coi có khách không, vẫn không có ai, treo mèo. Bình thường mình đi, bình thường là đi nếu mà trả theo tiền là người lớn là như 1 đồng 75 sen thì 1 đồng 25 sen thì mình quên rồi. Đâu rồi mà bây giờ là được miễn phí hoàn toàn á, từ khi chương trình dịch là có mùa dịch là được miễn phí hoàn toàn. Đi tàu là phải trả tiền 2 đồng mấy đó, còn đi bus là chính phủ họ miễn phí. Bởi thì dài á, to dài mà không có ai đi đâu. Có một người lên. Tiếp tục thôi, tên 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 bên phía ngoài đường thấy các công trình đang xây dựng à. Đợt này mình đi mình thấy hồ hồ xây nhiều, giờ mình xuống rồi, đây là trạm bus nhiều ở gần trường, ở gần trường đại học của Washington. Trường này là một trong những ngôi trường nổi tiếng của nước Mỹ, đại học lớn nhất của tiểu bang Washington. Đó, trước mặt là khu y khoa của bệnh viện của trường đại học, thì mình sẽ vào quay, đi quanh vào quay luôn. Và những lần tới là mình sẽ giới thiệu, giờ dài quá nên mình chỉ quay ngang đấy thôi. Mình tới là mình giới thiệu đi tàu, mình đi sẽ đi tàu về và quay quanh bệnh viện. Giờ là mình về, mình đón bus, chỉ là đón thêm một chuyến tàu nữa, nhưng chuyến tàu là mình sẽ làm video lần khác. Bus đang đi trên đường cao tốc á, thấy có ông chạy xe máy trước rồi, rất nguy hiểm luôn. Ở đây tốc độ chạy xe máy là 120 km/h, quá nguy hiểm, rất nếu tệ là chỉ có trong phim. Thôi mình về đây, cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn các bạn ở video lần tới. Bye!